Nghệ sĩ tỷ view đầu tiên của K-pop hóa idol TikTok tái hiện sự nghiệp làm hit khủng năm xưa. Trong một video TikTok mới được Psy đăng tải, nam nghệ sĩ đã tái hiện lại loạt vũ đạo trong các sản phẩm âm nhạc của mình từ trước đến nay. Video này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả với hơn 12,7 triệu lượt xem cùng 2,1 triệu tim. Quả thật, khi nhìn lại sự nghiệp hơn 20 năm của Psy, nam nghệ sĩ đã để lại không ít bản hit khủng, đặc biệt là sở hữu toàn vũ đạo hết sức độc đáo và ăn tiền, xem là gợi nhớ liền cả một thời thanh xuân. Như điệu nhảy ngựa viral năm đó đã có tuổi đời gần chục năm, không chỉ là bản hit khủng của K-pop, Gangnam Style đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, trở thành video đầu tiên của YouTube cán mốc 1 tỷ lượt xem, là một con số đến giờ vẫn khó để đạt được, nữa là thời kỳ Internet mới chớm nở cách đây cả thập kỷ. Có thể thấy rằng sức ảnh hưởng của Gangnam Style lớn đến mức nào, người người nhà nhà và khi ấy đâu đâu ai cũng nghe. Còn hiện giờ thì Psy đã chuyển qua quản lý công ty của riêng mình. Vì thế mà khán giả cũng ít thấy Psy với tư cách một nghệ sĩ trên sân khấu mà chủ yếu là lui về sau để hỗ trợ cho hoạt động của gà nhà. Thế nhưng có vẻ như chủ tịch cũng đã nhớ nghề. Vài tháng gần đây Psy rất thích thú với việc làm idol TikTok, liên tục đăng tải video gây hài lên TikTok cá nhân của mình. Điều này đã khiến cho fan của anh đứng ngồi không yên và cảm thấy anh rất dễ thương. Hy vọng rằng anh sẽ sản xuất ra nhiều nội dung để đăng tải lên nền tảng video TikTok này.